Kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Dân hỏi các cơ quan chức năng trả lời. Trong trường quay hôm nay thì chúng tôi có mời đến ông Lê Đình Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là nói về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 6 của Ban chấp hành Đảng khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với mục tiêu đề ra của nghị quyết như vậy thì ông có thể cho biết một số cái điểm trọng tâm cần làm ngay trong quá trình thực hiện nghị quyết. Theo cái kế hoạch về đề án của tỉnh ủy ấy, thì đã chỉ đạo các ngành các cấp triển khai ngay 25 cái nội dung trọng tâm. Trong đó ở cấp tỉnh là 9 nội dung, cấp huyện là 10 nội dung và cấp xã là 6 nội dung. Nhưng cái việc cần phải triển khai ngay thì chung quy lại là tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành tiến hành xây dựng cái đề án, cái kế hoạch cụ thể, cái chương trình hành động của đơn vị mình, và trước hết là phải rà soát các cái tổ chức đầu mối bên trong, làm sao để tinh giản được cái cấp trung gian, tinh gọn đầu mối. Yêu cầu là mỗi cơ quan đơn vị phải giảm được một cái đơn vị cấp phòng trở lên, đồng thời là phải giảm cái số lượng cấp phó trái với quy định, rồi giảm cái số lượng phục vụ giúp việc, cái hợp đồng không đúng quy định, và tăng cái bộ phận cán bộ công chức tham mưu thực thi nhiệm vụ, đảm bảo theo quy định là phải đạt trên 65% trở lên. Đồng thời á, là các cái cơ quan đơn vị phải rà soát làm rõ chức năng nhiệm vụ, cái mối liên hệ giữa các cơ quan đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, tránh những trường hợp là chồng chéo trùng lặp nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc là mỗi cơ quan, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân thì có thể đảm nhận nhiều việc, nhưng một việc thì chỉ giao cho một tổ chức, một cá nhân chủ trì thực hiện chính. Vâng, một trong những mục tiêu xuyên suốt của nghị quyết Trung ương 6 đó là tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả hiệu lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Vậy theo ông thì trong quá trình thực hiện đó thì yếu tố quan trọng nhất là gì và phải dựa đến những cái cơ sở nào? Cái vấn đề cải cách tổ chức bộ máy tinh giản biên chế là một vấn đề phức tạp và nhạy cảm. Nó đụng chạm đến là cái quyền lợi ích của các cái tổ chức, các cái cán bộ đảng viên. Do vậy á, thì cái để mà triển khai thực hiện tốt các cái nội dung của nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 theo yêu cầu Trung ương thì được hết là phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn và phải hành động quyết liệt. Đồng thời quá trình thực hiện phải rất là thận trọng, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, kỷ cương hành chính của Đảng và Nhà nước. Mọi cái việc thì phải cân nhắc kỹ lưỡng, giải quyết là có lý có tình và phải có cái lộ trình bước đi phù hợp. Vâng, trong quá trình tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy chắc chắn là sẽ có những đầu mối hoặc tổ chức sẽ sáp nhập và tinh giản, kể cả số lượng cán bộ cũng có thể bị giảm so với yêu cầu đặt ra. Vậy thì những cái khó khăn đặt ra đối với tỉnh Nghệ An chúng ta như thế nào? Thì cái việc sáp nhập tổ chức bộ máy, rồi là trong đó có cái việc là sáp nhập các đầu mối, giảm các cái cơ quan đơn vị, rồi thì sẽ dẫn đến cái việc là sẽ cắt giảm một số cái vị trí việc làm, một số cái vị trí cán bộ lãnh đạo, rồi sẽ dẫn đến là phải giảm cái số lượng biên chế, cái người lao động. Do đó sẽ dẫn đến cái đụng giảm đến cái quyền, rồi cái lợi ích của cả các cái tổ chức, của cả cái cá nhân cán bộ đảng viên. Do đó là cái tâm lý, cái e ngại, rồi thiếu quyết liệt, rồi trông chờ, rồi ngại va chạm, nể nang, thì nó cũng là một trong lực cản
để mà ảnh hưởng đến cái tiến trình là sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế trên địa bàn của tỉnh. Thì để giải quyết được cái vấn đề này á, thì chúng ta phải xây dựng các cái kế hoạch, các đề án rất là cụ thể, cân nhắc kỹ lưỡng các cái vấn đề phát sinh, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến là quyền lợi của cán bộ đảng viên người lao động. Và trên cơ sở các cái chính sách hiện hành thì chúng ta giải quyết một cách có lý có tình, làm sao để đảm bảo cái quyền lợi cho cán bộ công chức đảng viên, để như vậy là người ta ủng hộ cái sắp xếp, người ta không có cái cản trở. Và trên cơ sở đó thì như vậy là tạo cái đồng thuận cao. Còn trong quá trình sắp xếp thì sẽ phát sinh những vấn đề mới mà chưa có các quy định và các chính sách cũng chưa có, thì chúng ta sẽ là tổng hợp lại là đối với những cái quy định, những cái chế độ chính sách thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị nào, của cấp nào, thì chúng ta trình cái cấp đó xem xét giải quyết. Và trường hợp mà phải trình, phải liên quan đến các cái bộ ban ngành của trung ương, của chính phủ các cấp cao hơn đó, thì chúng ta phải làm tổng hợp văn bản trình ra các cơ quan thẩm quyền để là hoàn thiện bổ sung các cơ chế chính sách để giải quyết thấu tình đạt lý, là có lý có tình cho cán bộ công chức đảng viên cũng như người lao động nói chung. Vâng, rõ ràng là trong cái công cuộc này còn rất là nhiều khó khăn. Vậy thì để thực hiện tốt nghị quyết trung ương 6 trong thời gian tới, thì ông có thể cho biết là chủ trương của tỉnh trong cái việc xác định lộ trình để mà thực hiện tốt nghị quyết trung ương 6 như thế nào? Thì sau khi có cái nghị quyết trung ương 6 khóa 12 á, thì tỉnh ủy đã thành lập ban chỉ đạo, rồi đã giao cho các cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch, ban hành đề án, rồi qua đó thì có cái sự phân công, phân nhiệm cụ thể rõ ràng và có những cái lộ trình bước đi phù hợp. Thì theo cái tinh thần đó thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì sẽ triển khai cái đề án và kế hoạch từ năm 2018 cho đến năm 2021. Thì riêng trong năm 2018 thì tỉnh yêu cầu là tập trung một số cái nội dung như là thực hiện tốt các cái công tác tuyên truyền quán triệt các nội dung nghị quyết đến tận những cán bộ đảng viên, tạo đồng thuận trong cái nhận thức và hành động, đồng thuận xã hội để thực hiện thuận lợi có hiệu quả. Thứ hai nữa là các cấp các ngành trên cơ sở cái kế hoạch và đề án của tỉnh ủy phải chủ động xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình hành động của cơ quan đơn vị mình. Trong đó thì phải làm rõ là những cái việc cần phải làm ngay, những việc là triển khai thí điểm và những cái việc thì thực hiện theo cái hướng dẫn của trung ương. Trong năm 2018 thì tỉnh ủy cũng sẽ tập trung chỉ đạo 12 đơn vị làm điểm, bao gồm là ban tổ chức tỉnh ủy, rồi tỉnh đoàn, ủy ban nhân thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Con Cuông, huyện Diễn Châu, rồi có cái 6 sở gồm sở nội vụ, sở y tế, sở giáo dục đào tạo, sở lao động thương binh xã hội, sở văn hóa thể thao. Và trên cơ sở các cái đơn vị này làm điểm, qua đó tỉnh ủy sẽ đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng ra trên địa bàn toàn tỉnh. Sang năm 2019 ấy, thì sẽ có cái bước kiểm tra đánh giá 12 cái đơn vị làm điểm, qua đó là rút ra cả cái bài học kinh nghiệm, rồi những cái kết quả làm hay, những mô hình làm tốt để chọn lọc và nhân ra thực hiện để ra trên địa bàn toàn tỉnh. Thứ hai nữa là tập trung triển khai các cái nội dung theo hướng dẫn của trung ương. Sang năm 2020 thì tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các cấp các ngành là trên cơ sở cái đánh giá sơ kết thực hiện
2 năm 18-19 để trên cơ sở đó là nghiên cứu giải quyết các cái vấn đề tồn tại vướng mắc rồi những cái vấn đề phát sinh. Xin cảm ơn những trao đổi của ông Lê Đình Lý. Chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.